Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một mẫu xe đua mới nhất về tại cảng em. Đây là một mẫu xe đua đến từ thương hiệu của Mỹ, Vestline. Vâng, trước đây em đã về một chiếc như này rồi. Cũng màu đen đỏ. Và hôm nay chiếc xe này em đánh giá cũng khá là mới, hình thức rất là đẹp. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và trên khung xe là chữ Petrolite và chữ Only nổi trên khung xe màu trắng, rất là nổi các bác nhé. Tông màu chủ đạo là tông màu đen và màu đỏ trắng này, rất là khỏe. Đây là một mẫu xe đua thương hiệu Mỹ. Các bác nào tìm hiểu qua về những dòng xe đạp thể thao thì không còn xa lạ với dòng Petrolite rồi. Đây là mẫu A1 các bác nhé. Khung nhôm aluminum siêu nhẹ. Cọc yên và yên đều nguyên bản của Petrolite. Các bác chỉ nhìn chữ S là của biểu tượng của hãng. Yên còn rất là mới thôi nhé. Cọc yên. Sẽ lướt qua một lượt sơn của xe. Em đánh giá chiếc xe 85-90%. Những miếng long đen này là carbon các bác nhé. Carbon thì nó vượt carbon. Vi lông cổ phốt nguyên bản của Petrolite. Nguyên zin theo xe. Đây, các bác có thể thấy. Trên đầu khung xe cũng có chữ F. Từ đúng của hãng. Vâng, và xe được sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Shimano Claris 8 lít và hai đĩa cho xe 16 tốc độ. Bộ tay lắc các bác nhé. Bộ phanh 3 mày. Vâng, và thông số lốp vẫn là 700 x 25 c, lốp khá là thông dụng của dòng xe đua. Vâng, Mayer của Asics. Vâng, vành nhôm hai lớp. Vâng, đằng sau thì xe được trang bị củ đề của Shimano Claris. Đùi đĩa cao cấp của Shimano Sora. Và gạt đĩa cũng của Claris các bác nhé. Đây lốp sau. Lốp còn rất là mới. Vâng, và xe được trang bị 8 tầng lip đây. Lip và xích thì còn rất là mới, nguyên zin về theo xe. Đùi đĩa 2 tầng. Để thấy cái đùi đĩa rất là đẹp. Số vết xước do đã qua sử dụng không đáng kể các bác nhé. Giờ sẽ đo chiều cao size đứng. Ở đây trên khung xe có ghi size 49 này.
các bác từ 1m63 đến trên 1m7, nếu 1m73 đi vừa chiếc xe này. Tầm 1m70 để 3 có thể đi vừa. 8 thằng lip, bây giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Vâng, lên lip. Trang bị 8 thằng lip. Nguyên bộ vào lúc ở Shimano Claris. Xuống lip. Bên tay phải là bên đùi đĩa 2 tầng của Shimano Sora, gạt đĩa của Claris. Xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe Specialized, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kia Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.